Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 3 mạch tổ hợp gồm có mạch mã hóa, mạch giải mã của môn lý thuyết kỹ thuật số. Sang nội dung thứ 5, ghép mạch giải mã. Các mạch giải mã đã khảo sát thường được các nhà chế tạo tích hợp lại thành IC. Ví dụ như viên mạch giải mã 74NLS139 gồm có hai mạch giải mã 2-4. Đây là hình ảnh thông tin của IC 74NLS139. Tên tiếng Anh của vi mạch này là Dual One of Four Decoder Demultiplexer. Đây là vi mạch có hai mạch giải mã 1-4 ở bên trong và đồng thời nó cũng là mạch giải đa hợp. IC này có 16 chân, từ chân số 1 cho đến chân số 16, trong đó chân số 8 và chân số 16 là hai chân cấp nguồn. Chân số 1 đến chân số 7 là của mạch giải mã A và chân số 9 đến chân số 15 là của mạch giải mã B. Đây là sơ đồ ký hiệu logic bên trong của IC 74NLS139. Hai mạch giải mã được phân biệt với nhau là mạch A và mạch B. Hai ngõ vào là A0 và A1 tạo thành một số nhị phân 2 bit. Bốn ngõ ra từ O0 đến O3, ngõ ra tích cực mức thấp. Có một ngõ vào cho phép E cũng tích cực mức thấp. Đây là ký hiệu của mạch giải mã B. Còn đây là hình dạng của IC đóng gói có 3 dạng. Dạng thứ nhất là ceramic, dạng thứ hai là plastic và dạng thứ ba là theo chuẩn đóng gói SOIC. Và dạng này thường là linh kiện dán, hai dạng này là hai dạng xuyên lỗ. Đây là bảng trạng thái của một mạch giải mã 2-4 nằm trong vi mạch 74NLS139. Trong bảng trạng thái này thì ở ngõ vào có 3 tín hiệu. A0, A1 là hai ngõ vào giải mã và E là tín hiệu cho phép tích cực mức thấp. Bốn ngõ ra từ O0 đến O3 có gạch trên đầu để báo hiệu đây là các ngõ ra tích cực mức thấp. Khi tín hiệu E ở mức cao, bất chấp hai ngõ vào thì bốn ngõ ra đều ở mức cao. Khi muốn cho phép giải mã thì tín hiệu E ở ngõ vào phải ở mức thấp và khi đó mạch sẽ tiến hành giải mã 2-4. Đây là mạch điện bên trong của IC 74NLS139. Ta sang một vi mạch thứ hai có mã số là 74NLS138, tên tiếng Anh của nó là Tree to A Line Decoder Demultiplexer Inverting. Đây là vi mạch giải mã 3-8, đồng thời nó cũng thực hiện luôn chức năng là mạch giải đa hợp. Hình ảnh của IC có 16 chân, trong đó chân số 8 và chân số 16 là cấp nguồn, các chân còn lại là các tín hiệu vào ra. Còn đây là sơ đồ ký hiệu của vi mạch. Trong sơ đồ ký hiệu này ta thấy có 3 tín hiệu ngõ vào A0, A1, A2 và 8 tín hiệu ngõ ra tích cực mức thấp từ Y0 cho đến Y7. 3 tín hiệu cho phép E1, E2, E3, trong đó E1, E2 tích cực mức thấp còn E3 tích cực mức cao. Trong sơ đồ ký hiệu này có một sự nhầm lẫn. Như đã quy định ở phần trước, khi chúng ta sử dụng vòng tròn để báo hiệu ngõ ra tích cực mức thấp hoặc vòng tròn ở ngõ vào báo hiệu đây là ngõ vào tích cực mức thấp. Và khi đã sử dụng vòng tròn thì không có dấu gạch trên đầu. Còn khi đã sử dụng dấu gạch trên đầu thì sẽ không có vòng tròn. Cho nên sơ đồ ký hiệu này có một sự nhầm lẫn. Còn đây là bảng trạng thái của vi mạch giải mã 74138. Phần ngõ vào có 6 tín hiệu A0, A1, A2 và 3 tín hiệu cho phép. Phần ngõ ra có 8 tín hiệu từ Y0 cho đến Y7. Các trạng thái của bảng trạng thái này được tách ra làm hai phần. Phần thứ nhất là các trạng thái không cho phép giải mã và khi đó tất cả các ngõ ra đều ở mức cao. Ở các trạng thái này thì tín hiệu E1 ở mức cao hoặc E2 ở mức cao hoặc E3 ở mức thấp. Còn khi muốn cho phép giải mã thì tín hiệu E1 phải ở mức thấp, tín hiệu E2 cũng ở mức thấp và tín hiệu E3 phải ở mức cao. Khi đó mạch sẽ tiến hành giải mã 3 đường sang 8 đường. Ta tiếp tục khảo sát vi mạch giải mã thứ 3 mang mã số là 74NLS154. Vi mạch này giải mã từ 4 sang 16. Đây là sơ đồ chân của vi mạch, có tổng cộng là 24 chân. Trong đó chân số 12 và chân số 24 là hai chân cấp nguồn. Các chân còn lại là các tín hiệu vào ra của vi mạch giải mã. Còn đây là sơ đồ ký hiệu của vi mạch. Phần tín hiệu ngõ vào giải mã gồm có 4 tín hiệu A0, A1, A2, A3.
phần tín hiệu ngõ ra gồm có 16 tín hiệu ngõ ra từ Y0 đến Y15 tích cực mức thấp. Có 2 tín hiệu cho phép E0 và E1 cũng tích cực mức thấp. Và đây là bảng trạng thái hoạt động của mạch. Phần tín hiệu ngõ vào gồm có 6 tín hiệu, trong đó có 4 tín hiệu giải mã là từ A0 đến A3 và 2 tín hiệu cho phép E0, E1. 16 tín hiệu ngõ ra từ Y0 cho đến Y15. Quan sát bảng trạng thái này, ta nhìn thấy 3 trạng thái đầu tiên. Khi tín hiệu E0, E1 đều ở mức cao, hoặc E0 ở mức cao, E1 ở mức thấp, hoặc E0 ở mức thấp, E1 ở mức cao. Bất chấp 4 tín hiệu còn lại, thì tất cả các ngõ ra đều ở mức cao. Đây là 3 trạng thái không cho phép giải mã. Khi muốn cho phép mạch này giải mã, thì 2 tín hiệu E0, E1 phải ở mức thấp. Và khi đó mạch sẽ tiến hành giải mã 4 đường A0, A1, A2, A3 sang 16 đường từ Y0 cho đến Y15. Với trạng thái đầu tiên là A0, A1, A2, A3 ở mức thấp thì ngõ ra Y0 tích cực mức thấp, 15 đường còn lại ở mức cao, tương tự cho các trạng thái còn lại. Như vậy ta đã khảo sát xong 3 vi mạch 74139, 74138, 74154, tương ứng với các mạch giải mã 2 sang 4, 3 sang 8 và 4 sang 16. Sẽ không có các vi mạch giải mã nhiều tín hiệu hơn. Ví dụ như vi mạch giải mã 5 sang 32 hoặc vi mạch giải mã 6 sang 64, vân vân. Vì lý do chế tạo phức tạp cho nên người ta không thiết kế các vi mạch này. Trong khi đó chúng ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách ghép các vi mạch nhỏ lại với nhau để tạo ra một vi mạch có thể giải mã lớn hơn. Như vậy, phần này sẽ trình bày cho các bạn nguyên lý ghép các mạch giải mã và chúng ta sẽ thực hiện ghép các mạch giải mã cụ thể như sau. Sẽ tiến hành ghép 2 mạch giải mã 2 sang 4 để tạo ra một mạch giải mã 3 sang 8. Sẽ tiến hành ghép 4 mạch giải mã 2 sang 4 để tạo ra một mạch giải mã 4 sang 16. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ ghép 8 mạch giải mã 2 sang 4 để tạo ra mạch giải mã 5 sang 32. Khi thực hiện ghép các mạch giải mã thì ngoài các mạch giải mã cần ghép, ta còn phải có thêm mạch điện để thực hiện việc ghép cụ thể như sau. Ta sẽ cần mạch giải mã 1 sang 2 để ghép 2 mạch giải mã. Ta sẽ cần thêm mạch giải mã 2 sang 4 để ghép 4 mạch giải mã. Ta sẽ cần thêm mạch giải mã 3 sang 8 để ghép 8 mạch giải mã. Và cứ như thế ta có thể mở rộng ra. Phần giới thiệu ghép mạch giải mã đã trình bày xong. Các bạn xem có vấn đề nào chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết một nhỏ. Thực hiện thông qua yêu cầu số 1. Hãy ghép 2 mạch giải mã 2 sang 4. Đây chính là 2 mạch giải mã 2 sang 4. Có một tín hiệu cho phép E tích cực mức 1. Đây là tín hiệu cho phép E tích cực mức 1. Ngõ ra tích cực mức 1 để tạo thành một mạch giải mã 3 sang 8. Mạch giải mã 3 sang 8 có 3 tín hiệu ngõ vào Y0, Y1, Y2 và 8 tín hiệu ngõ ra từ O0 đến O7. Do có 2 mạch giải mã 2 sang 4, để phân biệt 2 mạch giải mã này thì ta thêm các chỉ số A và B. Như vậy, ta sẽ tiến hành ghép 2 mạch giải mã 2 sang 4 để tạo thành vi mạch giải mã 3 sang 8. Việc ghép này cũng có thể được xem như là cộng lại để tạo thành một cái mạch lớn hơn. 2 mạch nhỏ cộng lại để tạo thành một mạch lớn hơn. Yêu cầu đã rõ ràng và bây giờ ta tiến hành thực hiện từng bước như sau. Bước 1, ta sẽ tiến hành ghép 2 khối này lại với nhau. Đây chính là sơ đồ khối ta tiến hành ở bước 1. 2 mạch giải mã 2 sang 4 được đặt bên trong và ta vẽ thêm một cái khung bên ngoài, chính là mạch giải mã 3 sang 8 với 3 tín hiệu ngõ vào Y0, 1, 2 và 8 tín hiệu ngõ ra từ O0 đến O7. Công việc tiếp theo ta sẽ tiến hành kết nối 3 tín hiệu ngõ vào với các tín hiệu ngõ vào bên trong của 2 mạch giải mã 2 sang 4. Cũng như ta sẽ tiến hành kết nối 8 tín hiệu ngõ ra với 8 ngõ ra của 2 mạch giải mã 2 sang 4. Sang bước thứ 2, tiến hành viết phương trình cho các ngõ ra của các khối. Đây là 4 phương trình ngõ ra gồm có O0A, O1A, O2A, O3A theo 3 tín hiệu ngõ vào là EA,
I1, I0. Còn đây là bốn phương trình cho bốn ngõ ra O0B, O1B, O2B, O3B theo ba tín hiệu ngõ vào là EB, I1, I0. Còn đây là tám phương trình ngõ ra từ O0 đến O7 của mạch giải mã 3 sang 8 theo ba tín hiệu ngõ vào là I0, I1, I2. Sau khi có đầy đủ 8 phương trình ngõ ra từ O0 đến O7 của mạch giải mã 3 sang 8, quan sát và so sánh với 8 phương trình ngõ ra của hai mạch giải mã 2 sang 4 thì ta thấy chúng tương đương nhau. Cho nên tiến hành cho ngõ ra O0 của mạch giải mã 3 sang 8 chính bằng ngõ ra O0A của mạch giải mã 2 sang 4. Cho ngõ ra O1 bằng ngõ ra O1A. Cho ngõ ra O2 bằng ngõ ra O2A. Cho ngõ ra O3 bằng ngõ ra O3A. Tương tự cho bốn ngõ ra còn lại từ O4 đến O7 chính là bốn phương trình ngõ ra của O0B đến O3B của mạch giải mã 2 sang 4B. Sau khi ta đã cho ngõ ra O0 đến ngõ ra O3 bằng bốn ngõ ra O0A đến O3A thì các tích ngõ vào tương ứng sẽ bằng nhau. I2 đảo N với I1 đảo N với I0 đảo sẽ bằng tích tương ứng là EA N với I1 đảo N với I0 đảo. Tương tự cho 3 tích N còn lại của mạch giải mã 3 sang 8 sẽ bằng 3 tích N còn lại của mạch giải mã 2 sang 4. Từ 4 tích N này, chúng ta thấy tín hiệu ngõ vào I0 của mạch giải mã 3 sang 8 có 4 trạng thái là I0 đảo, I0, I0 đảo, I0. Nó sẽ trùng với ngõ vào I0 của mạch giải mã 3 sang 8 là I0 đảo, I0, I0 đảo, I0. Cho nên ta có được phương trình thứ nhất là ngõ vào I0 của mạch giải mã 2 sang 4A sẽ trùng với ngõ vào I0 của mạch giải mã 3 sang 8. Tiếp tục quan sát 4 tích N này, ta thấy tín hiệu ngõ vào I1 có 4 trạng thái. I1 đảo, I1 đảo, I1, I1. Nó sẽ trùng với tín hiệu ngõ vào I1 của mạch giải mã 3 sang 8. I1 đảo, I1 đảo, I1, I1. Cho nên ta được phương trình thứ hai là ngõ vào I1 của mạch giải mã 2 sang 4A sẽ trùng với ngõ vào I1 của mạch giải mã 3 sang 8. Sau khi đã cho I1 và I0 bằng nhau rồi, thì tín hiệu còn lại của mạch giải mã 2 sang 4 chính là EA và tín hiệu còn lại của mạch giải mã 3 sang 8 là I2 đảo. Và từ đây ta suy ra được ngõ vào EA của mạch giải mã 2 sang 4 chính là ngõ vào I2 đảo của mạch giải mã 3 sang 8. Cho nên ta được phương trình thứ 3, EA bằng I2 đảo. Tương tự cho 4 phương trình còn lại từ O4 cho đến O7 bằng với ngõ ra O0B đến O3B. Ta cũng suy ra được ngõ vào I0 của mạch giải mã 2 sang 4B sẽ trùng với ngõ vào I0 của mạch giải mã 3 sang 8. Ngõ vào I1 của mạch giải mã 2 sang 4B sẽ trùng với ngõ vào I1 của mạch giải mã 3 sang 8. Và ngõ vào EB của mạch giải mã 2 sang 4B sẽ trùng với tín hiệu ngõ vào I2. Cho nên ta được 3 phương trình tương đương. Bước thứ 2 đã thực hiện xong, bây giờ ta sang bước thứ 3, tiến hành vẽ mạch theo các phương trình mà chúng ta đã thiết lập. Lần vẽ thứ nhất, ta sẽ nối 8 ngõ ra của hai mạch giải mã 2 sang 4 với 8 ngõ ra của vi mạch giải mã 3 sang 8 theo đúng 8 cái phương trình này. Ngõ ra O0 của mạch giải mã 3 sang 8 sẽ nối với ngõ ra O0A của mạch giải mã 2 sang 4. Ngõ ra O1 của mạch giải mã 3 sang 8 chính là ngõ ra O1A của mạch giải mã 2 sang 4, tương tự cho các ngõ ra còn lại. Và kết quả ta được như sau. Như vậy, 8 ngõ ra từ O0 đến O7 được nối với 8 ngõ ra của hai mạch giải mã 2 sang 4 theo đúng 8 phương trình này. Ở lần vẽ thứ hai, ta sẽ nối ngõ vào I0 và ngõ vào I1 của hai mạch giải mã 2 sang 4 với ngõ vào I0 và ngõ vào I1 của mạch giải mã 3 sang 8 theo đúng 4 phương trình này. Và kết quả ta sẽ vẽ như sau. Ngõ vào I0 của mạch giải mã 3 sang 8 sẽ nối với ngõ vào I0 của hai mạch giải mã 2 sang 4. Ngõ vào I1 của mạch giải mã 3 sang 8 sẽ nối với hai ngõ vào I1 của hai mạch giải mã 2 sang 4. Ở lần vẽ thứ 3, ta sẽ tiến hành nối ngõ vào EB của mạch giải mã 2 sang 4B
với tín hiệu ngõ vào I2. Ngõ vào EA của mạch giải mã 2 sang 4A với ngõ vào I2 đảo theo đúng hai phương trình này. Và kết quả chúng ta sẽ kết nối như sau. Ngõ vào EB của mạch giải mã 2 sang 4B đã được nối trực tiếp với tín hiệu ngõ vào I2 của mạch giải mã 3 sang 8 theo đúng phương trình này. Còn ngõ vào EA của mạch giải mã 2 sang 4A đã được nối với tín hiệu I2 đảo. Tín hiệu I2 qua cổng đảo tạo thành tín hiệu I2 đảo rồi nối đến tín hiệu ngõ vào EA theo đúng phương trình này. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong việc ghép hai mạch giải mã 2 sang 4 để tạo ra mạch giải mã 3 sang 8. Như đã trình bày ở phần giới thiệu, khi thực hiện ghép hai vi mạch thì ngoài hai vi mạch, ta còn có thêm mạch giải mã một đường sang hai đường để thực hiện việc ghép này. Trong sơ đồ khối này, chúng ta cần nhận diện ra mạch giải mã một đường sang hai đường là mạch nào. Đó chính là cổng NOT với một tín hiệu ngõ vào là I2 đã tạo ra hai tín hiệu I2 nối với EB và I2 đảo nối với EA. Đây chính là sơ đồ khối và mạch giải mã một đường sang hai đường đã được trình bày ở phần mạch giải mã. Phần trình bày ghép hai mạch giải mã để tạo ra mạch giải mã 3 sang 8 đến đây đã xong. Các bạn xem nội dung trình bày có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem phần tiếp theo.